Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh thứ gia Self Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng nhau lại đến với một cái cách đan khăn choàng. Và đây là cái bảng mà mình đang làm khăn choàng. Mình làm được cái bảng nhỏ như thế này rồi và các bạn có thể thấy rất là rõ những cái sợi len nó bện nó đan vào nhau như thế này. Trông rất là đẹp đúng không? Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc để mà có được cái sợi cái bảng của cái khăn choàng, những cái sợi len len vào nhau như vậy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu những cái mũi móc đầu tiên nhé. Đây là cái sợi đầu tiên, thì hầu như cái khăn choàng này mình cũng móc cái sợi đầu tiên nó tương tự như vậy. Và bây giờ các bạn hãy để ý kỹ thì mình làm gì nhé. Bạn có thể nhìn kỹ cái mũi tiếp theo như thế này, hơi phức tạp một chút. Và những cái lần móc tiếp theo thì các bạn cũng phải chú ý kỹ cái cách mà mình móc đan những cái sợi này lại với nhau cho nên được cái bảng rất là trắng và rất là dày. Bạn có thể thấy như thế này, cái sợi len này cái bảng cũng khá là to. Cái cách mà nó bện vào nhau trông rất là dày và chắc chắn đúng không, rất là đẹp. Đây là kiểu móc mình nghĩ rất là phù hợp cho những cái bạn nào thích những cái khăn choàng mà dày mà ấm áp, nhìn trông chắc chắn. Chúng ta có thể đan được từ cái bảng tương tự như thế này. Và nếu các bạn đã làm cái khăn choàng mà y chang cách thức mà mình hướng dẫn thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên nhấn like nếu các bạn thích video này và nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Chào tạm biệt. Bye bye.